Rồi, để em giới thiệu chút xíu thì mình trò chuyện ha. Thưa quý vị thân mến, trước màn hình chúng ta là chị Tư đây. Đây là chị Tư, chị của em Út. Và đây thì chắc quý vị biết rồi là em Út, gọi là cô Út sầu riêng đây. Có nhiều người còn ghẹo nói là sầu chung mà còn chưa sở, mà Sầu sầu riêng mà sở gì. Thưa quý vị, là hôm nay đó thì ở dưới địa phương của chị Tư có một hoàn cảnh rất là đặc biệt khó khăn. Vì vậy cho nên là chị Tư cũng kêu chúng vị xuống đây để ghi nhận, mong muốn là hy vọng là giúp được gia đình phần nào. Thì cho nên là bây giờ chắc là nhờ chị Tư giới thiệu qua cái hoàn cảnh để cho cô chú anh chị được biết cái hoàn cảnh này khó khăn như thế nào chị Tư ha. Theo chị được biết thì cái chị này chỉ chồng chỉ chết cũng lâu rồi em. Rồi chỉ có thằng trai, rồi cưới vợ, rồi cái có hai con trai, chỉ có hai đứa con. Rồi cái vợ nó bị ung thư rồi chết, chết để lại hai đứa con. Rồi là bây giờ là chỉ còn có chỉ với hai đứa cháu nội với thằng trai, mà thằng trai là nó cũng không được khôn lanh cho lắm, nên là nó cũng đi làm mướn em, làm mướn tháng cũng không có được, nhưng nói chung là theo chị biết là ít lắm, là không không có đủ sống, nên là nuôi hai đứa cháu nội bây giờ là chỉ nói là không không có khả năng mà để nuôi hai đứa nhỏ ăn học, nên là mà kêu con nhỏ nghỉ hoài, nhỏ học lớp 8 Tức là bà là nội nuôi hai đứa cháu bà nội nuôi hai đứa cháu, nhưng mà bà nội thì bà bệnh em, bà bệnh là coi như là bà bị sa tử cung nè, bị loãng xương nặng, nên là cái sức lao động của bà là không không còn đi làm mướn gì để nuôi cháu em, chỉ có nhờ cha nó thôi, nhưng mà cha nó một tháng gửi được chút ít tiền thôi, chứ còn nói chung là không 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 có đủ ăn luôn á. Không có đủ ăn. Đúng rồi. Sa tử cung làm sao? Sa tử cung làm sao? là bệnh của phụ nữ. Vậy hả? Vậy mình đi vô ha, đừng ghẹo một chút cho vui. Đi đi chị. Thưa quý vị, là theo như lời chị Tư nói á, thì là có nghĩa là bà nội hiện tại là nuôi hai đứa cháu, thì con dâu thì mất rồi, bị ung thư mất đó, còn ông chồng cũng bị ung thư mất luôn, Bạn cũng thấy nè. rồi còn đối với cá nhân của bà nội đó thì là đang còn bị sa tử cung. Dạ chào cô. Nhà đây đó ha. Dạ, Dạ nhà này nè em. dạ rồi cô ơi, cô đứng đây con trò chuyện chút xíu. Dạ tức là đây là bà nội đó hả? Bà nội. À vậy đó ha, rồi cho em mượn cái micro em trò chuyện với bà nội. Vậy là bà nội trẻ hả? Dạ Năm mấy, 60 chị dạ chị? Dạ em nè, 60. À, 60 rồi, 60. còn trẻ ha. Vậy rồi cô tên gì? Cô tên Trần Hồng Tư. À, Trần Hồng Tư. Vậy đây cô có mấy đứa con hết? Cô con đứa, có thằng trai hồi đó cô À. thôi nó. Cô 25 tuổi rồi cô nuôi nó riết, cái có vợ, cái vợ nó bệnh ung thư 10 năm cái chết, cái bỏ lại cô nuôi hai đứa cháu luôn. Bây giờ cô nuôi tới 60 tuổi cô nuôi hết nổi luôn rồi. Chứ đấy chồng cô cũng 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 mất luôn hả? Mất luôn. Mất lâu chưa? Hồi đó cô 26 tuổi là ổng mất luôn. Ủa mất trẻ vậy đó hả? Mất sớm vậy đó hả? Cô ở với cô nuôi luôn. Vậy thì chồng cô mất lúc đó là cô mới 26 tuổi. Vậy là 26. mới sinh được một đứa con trai đó thôi. Trai cũng 4 tháng à. Rồi cô mới về ông ngoại, bà ngoại nó cho ở đậu rồi nuôi tiếp. Vậy rồi hồi đó sao không bước thêm bước nữa? Thôi cô đâu chịu nữa, cô ở vậy nuôi nó, thấy nó tội nghiệp lắm. Ủa mà chồng mất sớm mà sao sa tử cung được rồi? Cô mận mướn, ginh chanh, ginh ổi, ginh đất giết rồi nó vậy đó. Đủ ba luôn, lên phố Đó, khám. Út thấy chưa, em cứ rinh riết đi rồi sa tử cung cho em biết. Cô vừa mặc rồi cái tới loãng xương nó cứ quá trời, cô mới đi thành phố á, cái cô Không có Diệu không? Có đi ai thuốc hả chị? có thuốc rồi, có hồ sơ đủ trơn đó, rồi cô vợ cô khổ lắm, rồi nhờ cái cô Diệu Hiền đó, cô đi chung với cô Diệu 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 gì trên Cao Lãnh đó, chị Vô là vợ Diệu chào Lạ em với chị đó, mới dẫn ra. Nhưng mà cô đâu biết mẹ nó chết rồi là cô nuôi riết luôn, nuôi mần Hai đứa bé đâu rồi chị? nó đi dạy dạy đâu nó chơi. Dạ
Rồi nó đã học hành này kia gì chưa cô? Nó học, hồi đó mẹ nó chết, đưa mẫu giáo, đưa lớp 3, giờ nó cũng đưa lớp 8, đưa lên đưa lớp 4, rồi lên lớp 9, lớp 5. Dạ. Bây giờ là chuẩn bị. Dạ. Cô có thể kêu mấy đứa nhỏ về được không? Nó ở gần đây không? Nó cũng ở xa. Hai đứa nhỏ đi chơi á, nó đi chơi gần đây không? Không, nó tuốt trên bà ngoại nó luôn. À, vậy à. Ừ, vậy là kế hoạch hôm nay vô thì là mình không có ấy, mình không có không có cho hay. Mẹ nó ở đâu? Dạ. Dạ tôi ngoại nó ở đâu? Gần ở trong Kinh Nhất cơ cô. Xa vậy đó hả? Xa thôi. Dạ, nó thôi được rồi. Tại vì cao tướng quỷ nó quay cũng chuyến này là em không có cho chị hay trước. Dạ, không sao, thôi được rồi con. Nó mới đi à, nó mới đi nè. Dạ, rồi con tham quan cái nhà chút xíu ha. Dạ, dạ. Cô vô giới thiệu cho con coi là vậy thì hàng ngày thì sinh hoạt thì cô bây giờ cũng ở nhà vậy thôi chứ đâu có đi làm được hả? Bán làm gì vậy? Bán á. Bán gì? Chị bán nước. Mấy nhỏ nó mua. Trường học hả? Ủa cái này là cô bán. Không phải cô mua gì cô bán. Ngày được có 3 ly. Có 3 chị em nó bển á. Dạ. Qua mua. À vậy là cái này là giống kiểu là bán ba cái đá bào này kia ha. Dạ. Bán ba cái đá bào này kia cho học sinh ha. Dạ. Vậy thì ngày hôm nay thì cô không đi. Chị ơi. Dạ. Chị ồ. Khác gì đó hả? Dạ. Cô bật cái đèn lên cho con chút xíu được không? Được chứ. Ôi thiệt. Cô bật. Bởi nhà cửa vậy thì mùa mưa tới nữa rồi thiệt. Dạ. Yeah. Để cô gắn cái này lên cho nó sáng, cô sợ hào điện rồi cô ưa gỡ ra sợ hào điện. Sợ hào điện rồi không có dám dặn vô. Cô ưa gỡ ra gỡ vô. Còn rồi cái... điện một tháng vậy là hết khoảng bao nhiêu tiền điện? Cô 100 mấy. Ồ vậy hả, một tháng hết 100 mấy hả? À có xài tủ lạnh. Có xài rồi tủ lạnh rồi cô xuống ga luôn cái gì. Cô có già dược không? Dược. Nhà vậy anh tưởng đâu Út hỏi là nhà có vàng không? Cô có vàng. Có dột, nói cho nó rõ. Hỏi nhà có vàng không? Nhà người ta vậy hỏi có vàng không? Mẹ nó chết rồi cô lo mần nuôi không mà không có đi đâu hết trơn. Mẹ nó bị lắm rồi hả? Dạ. Dạ, 28 tuổi. Để em xá mẹ nó cái thôi. Mà chị có đi làm gì được không? Có mấy năm nay là cô đi làm á. Cô có nhang không cô? Cô có nhang không? Có nhang không? Con thắp cây nhang cho dạ, có, mẹ có. Nó. Đây nè em. Dạ, dạ. À, có hột quẹt hả? Dạ, có. À, Di Đà Phật, rồi mẹ nó mất sớm vậy đó hả? Dạ. Tội nghiệp ha. Cô tỉnh kinh vậy hả? Đi trên chùa Thiền Quán nè. Bây giờ đâu có bằng gì nổi nữa đâu. Dạ đâu có nổi. Vậy là con dâu của cô mất là bao lâu rồi cô hả? Tháng 1 này nữa là 6 năm đó chứ. Tháng 11 này nữa 6 năm. Vậy là đứa nhỏ nhất được 7 tuổi hả? Đứa nhỏ nhất hồi đó nó 5 tuổi, nó học lớp lá, chị nó học lớp 3. Ủa sao mà mẹ mất 6 năm mà con 5 tuổi? Bây giờ nó 10 tuổi rồi, con đứa nhỏ. À lúc đó đó ha. Ừ. À. Rồi cô nuôi riết bây giờ vậy đó. À rồi con hiểu rồi. À, ừ. Ý con nói là thời điểm hiện tại đó thì là nó... Hiện tại là giờ đứa 14 tuổi, đứa 10 tuổi. Ừ, cô nuôi riết đó, rồi cô nuôi hết nổi, cô mang bệnh. Nào là loãng xương, sa tử cung, độ ba. Chị Tư xe lọt không? Được. À, thưa quý vị, đây là mẹ của hai cháu. Mẹ có hai cháu mất sớm, lúc đó là chị 28 tuổi. À, 28 tuổi. Trẻ ha. Dạ. Tội nghiệp hết sức. Dạ. Để là đây là đồ của hai đứa nhỏ, đứa trai đứa gái hả? Dạ đứa gái không vậy. Ủa hai đứa gái hả? Dạ hai đứa gái. À vậy à. Dạ. Sao Út? Dạ, rồi cô giới thiệu cho con chút xíu coi. Dạ. Nhà vậy là dột hết rồi. Dạ. Đúng thiệt. Quần áo được. Của chị nè. Dạ. Cô mua rồi cho nó bằng mướn cô nuôi mua. Rồi bạn bè tới chốn không không ai lợi trơn. Nó cũng tội nghiệp. Tội nghiệp. Rồi hôm nay thì ăn món gì cô?
Cô ăn tương, cô nước tương không chứ cô ăn đâu có món cái gì. Bữa hổm ra mà chị gom hết đồ trong tủ cho rồi nãy quên đem cho chị miếng đồ ăn nữa. Em đang nấu để một chút coi rồi em ấy em chạy lên. Chết rồi, cái này đúng thật sự là hơi căng ạ, hơi căng. Hơi căng bởi quý vị ở cái chỗ là hiện tại thì đang còn ở tạm được nhưng mà rồi tương lai thì nó không được bao lâu rồi. Cái này đâu được bao lâu em, cái này nó cũng bị mục hết rồi. Dạ. Thật ra đó cô thì con nghe chị Tư nói vậy là con cũng tranh thủ lắm bởi vì lâu nay đó thì con bận nhiều việc lắm. Lâu nay con bận nhiều việc mà hơn nữa đó nói về cái việc mà thiện, nói về cái việc thiện nguyện đó thì thật sự là thời gian gần đây con cũng hơi e ngại vì ở trên cộng đồng bây giờ còn hay lùm xùm ba cái việc mà từ thiện này kia đó, mình thì mình ngay mình không có gì hết mà cứ sợ người ta nghĩ này nghĩ kia đó. Từ thiện cái người ta cứ nghĩ thì đó, bởi vậy cho nên là đôi khi cũng khổ cũng sợ. Quả vậy hồi đó giờ chị cho âm thầm không? Dạ. Rồi cô ngồi đi cô. Dạ. Ngồi đó đi. Rồi hàng ngày cô làm sao, cô làm cho con ly được không? Cô làm cô bán cho con ly, con ăn thử coi. Con uống thử coi cô làm sao cô? Rồi đây cô làm. Cô làm nhưng mà hôm nay là cô không có ra ngoài trường. À chủ nhật hả? Chủ nhật. Chủ nhật. Có bữa nào nó cũng lợi đây nó mua vậy đó. À tức là người ta đi qua đây người ta mua hả? Đi qua mua cho cô. Chứ không phải là mình để ăn trước cổng trường hả? Không, ở đây nè. À. Ngày có 3 ly, 2 ly. Hôm nay em đãi hai khách nha, em đãi hai vị khách quý nha. Dạ. Lấy cô lấy hả? Dạ. 5.000 à 5.000 ly. Chứ học sinh mà lấy đâu ra không có nhiều. À, học sinh bây giờ hơn 5.000 nó đâu có tiền đâu mua. Dạ. Cái này là mấy chai này người ta gọi là siro phải không? Dạ, siro. Cái hũ này này là cái trắng vàng vàng trong này là cái bằng cái gì? Hột lựu hả? Dạ, thạch dừa. À thạch dừa. Dâu câu. Còn cái nước cô đang đổ đó là nước bể Úc. Rồi cái này là cô học ở đâu, ai dạy chỉ cho cô? Cháu nó đi học đó, rồi người ta làm cái đồ đập nước đá của chị đâu? Dạ để em đi cái em thấy chia nước đá em. Đúng rồi chia ra chứ em chia ra đi dạ. Dạ. Em đi đập chứ chị. Thôi, em chia rồi đi đập chi đập chi mất công rồi cái này là dâu, cái đó là hương dâu. Dạ hương dâu, hương dưa. Việt quốc. À Việt quốc. Rồi đó chị, rồi đó chị. Rồi để vô đây chị. Chị đưa em cái giá. À chị cho. Vậy là lâu lâu học sinh quen rồi nó chạy vô nó mua một ly. Ngày bán được nhiều là mấy ly cô? Có 3 ly hả? Vậy nghĩa là trong xóm này có 3 đứa. Có 3 đứa, có 3 chị em. Trong xóm này có 3 chị em thôi. Thôi được rồi, nhiêu đó được rồi chị. Được rồi. Đây đâu có khách lạ đâu Út, đâu có khách lạ đâu mà bạn này là quen mà. Có 3 đứa học sinh. Khách đi đường không có đâu. Cái đó là hương gì cô? Hương Việt quốc. À hương Việt quốc. Rồi ở trên mấy cái dách mà ở trên gỗ này nè là mình viết cái gì vậy cô? Những cái chữ này nè là con đọc không ra. Cái đó là dạ. Trên mấy cái dách đó đó, phấn viết ở trên mấy cái dách đó là viết cái gì cô hả? Cô viết là Phật kinh đồ đó, rồi thuốc. A Di Đà Phật này kia đó, cô viết hay là ai viết cô? Cô viết. À. Cũng như vị thuốc nào hay cô ghi A Móc rồi. Tên của các vị thuốc á ha. Cô uống. Rồi không thôi cô nghe Đông Đại nói ông Diệu Đế nào cái cô cũng ghi. Từ Diệu Đế vô. Mai mốt bữa nào cũng đi lộ ra chùa cũng dạ, chị. Dạ. Cái này mình mua Lương Hoàng Sáng hay lắm. Mình mua cuốn sách đó cô, mình về rồi có cái gì mình cần thì mình viết vô. Cô mời chú. Dạ.
Rồi nay gặp khách sộp luôn nghe. Nay gặp khách sộp luôn, 3 ly. Cương ghế cô 50. Ừ. Ôi, nay gặp khách sộp rồi. Cô cắt tiền. Ừ. Lâu lâu uống một bữa không sao đâu cô ha. Đâu có gì đâu. Không sao đâu. Ừ, coi vậy chứ ngon ta ơi. Thêm bé uống được thì mình uống được. Ừ, rất là ngon. Cái này là cho mũ phù thủy uống cả năm cũng chết nữa. Thì giỡn cho vui, không bị thì hay giỡn. Chứ uống chết rồi ai đâu uống, ai đâu dám uống cô ha. Ủa cô không uống hả cô? Không, cô không uống, cô sợ nhất. Ủa vậy hả? Ừ, cô bệnh mà cô uống là cô nhất dữ lắm. À, lý do sao mà uống lại nhất cô? Bác sĩ nói là đừng có ăn đồ ngọt quá nhất. À, bệnh đừng có ăn đồ ngọt. Cô có những bệnh gì cô có thể cho con biết được không? Có, cô là đó thì cô đâu biết, cô nhức mỏi dữ lắm mà cô cứ đi mặn viết luôn à. Cái viết cái nó đau quá bên này rồi. Rồi hai tay đồ co lại vậy trơn à. Như cô có đường lục bình cái là cô rút cái nó co vậy nè. Cái viết cái thôi cô nghĩ cái cô mới đi khám thì người ta nói là bệnh khớp, bệnh loãng xương nặng dữ lắm. Rồi thì tử cung cô sụt xa độ 3 luôn nữa. Rồi theo dõi coi cô có ung thư không. Mà cái việc mà tử cung đó thì theo cô nghĩ là cái lý do chính là ra sao mà nó lại bị như vậy? À, bắt nguồn từ đâu? Cô mừng nặng. Cô mừng nặng đi thằng trai nó không có ở nhà cô lo đi không. Đi hoài vậy đó, đi mà không có gửi tiền gì cho cô bao nhiêu hết trơn. Út thấy sao, sợ chưa? Mần nặng nó xa em thấy chưa? Đó thiệt sự là như vậy chứ đâu phải nói giỡn đâu. Anh nói thì cứ cười cười nhưng mà thật sự là đó nói là như vậy đó. Đó rồi sao nữa cô? Bác sĩ nói do mần nặng rồi sao nữa cô? Mần nặng thì kêu cô đừng mần nặng nữa. Nấu cơm rồi vậy thôi, rồi cái cô cũng gán ghiếc hoài luôn, rồi quá trời nặng luôn. Mà con cũng hiểu sao mà chồng cô mất sớm mà cái bệnh đó cũng có ha, cũng bị ha. Con cứ tưởng rằng là chồng mất sớm hoặc là không có chồng thì không có bị cái bệnh đó. Chứ không ngờ bởi nó cũng bị như thế. Bởi vậy cô đi khám hỏi cô mấy đứa con, cô nói có một đứa à. Nói sao kỳ vậy, người ta nhiều đứa mới sụt mà cô có một đứa mà vậy. Cô nói bị cô mần nặng. Tôi nói không có ai mần nặng như cô mà ginh đất, đồ cô ginh hết trơn luôn mà cô mần dữ lắm. Mần vậy mà thiệt sự nói là mần vậy mà không đủ mà ăn cô ha. Không có đủ chứ, mần nuôi hai nhỏ. Quần áo cô ấy là cô đi xin người ta bận không đó, cô nói thiệt đó mà chị em cô không có biết, cô đâu có cho hay đâu. Cô xin từ khi mẹ nó chết hay là bù đầu lo mần nuôi không vậy đó. Thấy tội nghiệp nó, cô mần cô lo cho nó không, cô không có ăn gì hết, chị cô chỉ ăn nước tương không. Vậy thì cô làm như vậy thì từ cái chuyện gạo thóc rồi này kia thì có đủ trang trải không cô? Không có đủ. Vậy thì lâu nay thì cô bị bệnh như vậy thì cô còn làm được cái gì không? Không, cô không làm gì trơn, rồi cô đi xin á. Xin từ thiện cô ăn cũng như ở chùa cho cái cô không có phiếu rồi cô đi lên cô xin. Cô nói là cô nghèo cô khổ đó rồi lãnh hết cái phiếu đó, rồi dư cái cho cô. Rồi cô mới đạp tới ở dưới cầu Bà Lâm ở dưới nữa. Chùa từ thiện mà Hòa Hảo đó. Rồi hai bà cháu cũng đi nữa rồi người ta cho nữa rồi cô xin cái gì. Rồi con của cô thì nó có chu cấp được cái gì và nó làm thu nhập ra sao cô? Nó có mặn gì ra tiền đâu, nó không có được bình tĩnh, trí óc của nó không có được bình tĩnh. Tâm tánh của nó khơi khơi dưới đó nó cũng có té xe đụng cục điện đó. Ghê vậy. Đụng cục điện nữa. Có khi nào nó có về mặt tâm linh không sao mà mẹ em mất mà ba thì lại đi đụng cục điện rồi này kia vậy? Có khi nào cô đi có đi coi thầy phong thủy này kia thử gia đình không, mình có vướng với cái gì không? Không, cô không có câu gì hết trơn, chậu từ đó giờ không đi coi gì. Vậy thì bây giờ ảnh làm gì? Ảnh làm công việc gì? Nó đi giữ dịch. Giữ dịch, giữ giường. Tội nghiệp hai đứa nhỏ ha. Mẹ như vậy thì cha thì cũng không có được cho lanh lợi này kia. Phải chi mà cha lanh lợi thì cũng đỡ đần cho cô được cô ha. Đỡ đần cho cô được cũng đỡ. Vậy cô tất cả chỉ có một đứa con duy nhất đó. Cô có một đứa một.
Nay còn được bao nhiêu gạo cô cho con coi coi. Gạo ở đâu cô cho con coi coi. Cô đi xin người ta rồi người ta cho cô. Ừ. À về vậy là về dự trữ ở đây đó ha. Ừ. Ta, ừ. Người ta cho cô. Vậy thì may được cái gạo thì còn xin được ha. Yeah. Còn đồ ăn này kia thì mình cô phải tự lo. Dạ. Yeah. Ừ. À đúng rồi, ăn chay trường. Yeah. Hàng chi mà có chén nước mắm đi. Yeah. Có. Chị bò ra ăn nha. Dạ. Dạ. Cho đồ chị ăn. Chị ăn vậy đó hả? Chén nước mắm với mấy trái ớt vậy là xong đó hả? Dạ. Yeah. Đó. Yeah. Còn hai đứa nhỏ cô đi mua hột vịt cho nó ăn cái ăn riết lột cái da vậy nè. Da tay vợ cô không biết, cô đi khám bác sĩ người ta nói ăn trứng riết nha chị. Vậy đó hả, đi khám bác sĩ người ta nói ăn trứng rứt rồi nó không có tốt hả? Dạ, biểu định cho ăn trứng nữa rồi. Nó không chịu ăn. À tức là mấy đứa nhỏ hả? Ừ. Dạ rồi cô ra ngoài đi, cô ra ngoài ngồi đi. Để cô cộng đồng mà ăn cho bao nhiêu. Ừ. Xứng nhau lại mình cắt, nói chung là mình làm cái nhà giáp mình tôn đó. Dạ mình cắt vậy. Thật ra đó thì thưa chị Tư với thưa cô là thế này. Cái việc con hôm nay đó là con trước hết là con nhìn qua cái hình ảnh mà chị Tư với cô gửi cho con thì đúng thật sự là con thấy rất là cảm động, vì cũng mùa mưa tới rồi mà nhà cửa này kia vậy đó thì cũng rất là lo lắng cho cô. Bên cạnh đó thì sau khi tìm hiểu câu chuyện thì con thấy gia đình cô là phải nói rằng là cực kỳ là nó khó khăn, vì ở cái chỗ là con dâu thì mất, con trai thì cũng không được bình tĩnh như người ta. Bên cạnh đó rồi hai đứa cháu thì tuổi ăn tuổi học. Rồi cô nữa thì bệnh tình như vậy nên là con cũng tranh thủ thời gian xuống đây thăm cô. Thì xét qua hoàn cảnh đó con thấy cô cũng rất là khó khăn. Vì vậy cho nên là con xin trích ra 2 triệu đồng của hai mạnh thường quân. Và phần con cũng gửi thêm 1 triệu đồng là từ của con. Dạ. Là tổng cộng là 3 triệu đồng con gửi tới cho cô để hỗ trợ cho cô phần nào cô ha. Dạ. Dạ. Thưa cô, trong 2 mạnh thường quân đó là một mạnh thường quân là giấu tên, là 2 vợ chồng giấu tên ở Mỹ. Mạnh thường quân thứ 2 đó là anh Sáng ở Bình Dương. Dạ. Và 1 triệu đồng nữa là của con. Dạ, cô ha. Dạ. Dạ con gửi cô nha cô nha. Dạ. Dạ cô cảm ơn. Dạ. Chú. Dạ. Hình như bên cô Út nữa đó, bên cô Út thì cũng để cô Út qua bên đây đi cô Út. Cô Út báo cáo tài chính coi, khi mà cô Út hình như cô Út phải tự tay đi xin đó, có nghĩa là cô Út thì chưa có nguồn quỹ, nhưng mà cô Út tự tay là xin những người bạn của cô Út thì được nhiêu đó cô Út thông báo coi. Dạ. Em có xin cho chị cái anh ở Bình Dương, anh Dũng. Một anh ở Bình Thuận, hai anh, một anh gửi cho cô 500, còn anh ở Bình Thuận gửi cho cô 1 triệu. Dạ. Cô số tiền để dành lo cho hai đứa cháu với lo bệnh cho cô nha, gắng cố lên nha cô. Em cũng gửi cho chị ít để mua chắn đầu ăn nha. Mai mốt buổi sáng là chị đi ra chị lấy đồ ăn em làm á. Em làm cho thầy ăn trên chùa luôn. Rồi, con bây giờ con đưa số điện thoại của con ha. Khi nào mà hai đứa bé nó có cần học là thiếu thốn cái gì đó thì cô cứ điện cái số này cho con. Để con hỗ trợ tiền cho bé học với tập vở, quần áo gì đó. Thì giúp cho hai đứa nó học tới nơi tới chốn thì tới đâu thì điện con tới đó. Dạ, nhớ điện con là con hỗ trợ cho bé, đừng có cho nó nghỉ nha cô. Tại vì cho nó học tới nơi chốn thì nó có cái nghề nó làm, nó sống mới được. Còn giờ đi làm mướn rất là khổ. Nên con mong cô là đừng có cho các bé nó nghỉ học. Có cái gì thì cứ điện thoại cho con ha. Con hỗ trợ, con giúp cho hai bé học. Tại vì con rất thương những cái đứa trẻ mà mồ côi á. Rất là tội vậy. Rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn cô Út nhiều. Dạ. Rồi. Dạ. Chắc là cho Tuấn Vĩ mượn cái
micro chút xíu. Chị Tư có muốn bổ sung điều gì thêm không? Thôi chị khỏi bổ sung. Dạ, dạ, giải được rồi chị Tư ha. Nội dung giải được rồi ha. Dạ. Thưa cô, vậy thì con cũng đến thăm hỏi gia đình, rồi chúc cho cô có sức khỏe, cũng như là do lo chăm cho hai đứa nó học, giống như hồi nãy cô Út nói đó, đừng có cho nó nghỉ học tội nghiệp nó, thì sau này cái tương lai sau này nữa. Rồi vậy thì cô có muốn gửi lời cảm ơn tới cộng đồng hay là muốn bày tỏ điều gì không thì cô cứ nói cô ha. Cô là muốn nói với cộng đồng là cô khổ, cô nghèo, mong cộng đồng giúp đỡ cho cô được có cái nhà yên ổn, đừng dột nát, đang bà cháu ở vậy đó. Rồi thật ra thì cái điều này á, cô mong muốn như vậy thì con cũng ghi nhận và chuyển lời. Còn từ hồi nào đến giờ thì đối với con thì con cũng thật sự là con không có kêu gọi. Cho nên là nếu mà cái duyên của cô mà được sự yêu thương của cộng đồng thì cái điều đó thì con sẽ thông báo cho cô sau. Có ai gửi cái thì con sẽ nhận dùng cho cô. Cũng mong là được cái sự giúp đỡ của những người mà có thể đồng cảm với cuộc sống của cô ha. Rồi con chúc cô sức khỏe nha. Rồi vậy tụi con về nha cô. Để con mượn cái micro ha. Rồi mình về ha, hai cô nương ha. Rồi thôi. Em chào chị nha. Chị sáng bữa nào đặt xe ra em lấy đồ ăn. Sáng hơi chưa trưa chút nha. Cảm ơn. Thôi. Rồi nếu đủ việc đủ gì nhớ đi tụi em sẽ cô. Mấy đứa bé có gì nhớ. Có dặn chị. Mấy đi nước hỗ trợ cho nó. Dạ, mấy đi nước hả? Thôi được rồi chị. Được rồi nha. Dạ. Em uống xong rồi nha. Dạ, để được rồi. Thấy nhớ tối đi chùa nha. Dạ. Thấy cũng cũng căng chị ha. Thấy cái hoàn cảnh của cô thì phải nói là cũng rất là khó khăn. Phải nói là quá quá khó khăn chứ. Nhưng mà chị thấy chị rất là xót. Nếu ví dụ như mà có sức khỏe thì không nói, cô có sức khỏe còn đúng đỡ. Đúng rồi. Không có sức khỏe. Nó có một cái là cô bị như vậy thì cũng hơi hơi đáng lo ngại. Dạ đi chị. Dây đó dây gì? À, hả? Bứt này xuống đi cô. Em tay đau rồi còn kéo gì nữa? Thấy ngứa. Để cho người ta bỏ, ta sống. Tội nghiệp hả chị ha, thấy tất cả các đứa con mà nó khổ. Bị vậy cũng rất là khổ em. Nhưng mà rất là đau là chỉ ăn nước tương không, không ăn gì hết. Ổng chỉ ra chỉ nhờ chị đó, rồi cái chị vô trong tủ lạnh chị gom tàu hũ rắn đậu gì đồ ăn đồ uống đó chị đưa cho chị sắp về hết. Nhưng mà chị có hứa với chị là con chị học á là chị không có tiền đóng á thì chị cứ điện thoại cho em hay là kêu bé nó đi ra đây em sẽ cho tiền đóng. Trời mận quá trời ha. Đúng là về vườn thấy cái cây trái xung xuê. Rồi để em chào tạm biệt cô chú cái cây. Xoay hướng này nó sáng này chị. Đó hướng này sáng này. Đó, đẹp chưa? Đẹp quá đẹp trai. Thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa thăm hỏi qua hoàn cảnh của cô gì tên cô tên rồi? Tươi. Cô Tươi hả? Cô Tươi mà lại héo ta. Đáng ra cô Tươi là phải tươi gì lắm. Thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa thăm hỏi qua hoàn cảnh của cô Tươi. Thật sự mà nói là nói thì cái tên thì Tươi nhưng mà thật sự là trong thì thấy rất là héo, thấy rất là tội nghiệp cho cô. Nên là Tuấn Vị cũng xin thay mặt cho hai mạnh thường quân là Ánh Sáng ở Bình Dương cũng như là hai vợ chồng Dấu Tên ở Mỹ có gửi một số quỹ là 2 triệu đồng của hai mạnh thường quân đó cho gia đình. Xin cảm ơn hai mạnh thường quân đã quan tâm và giúp đỡ cho Tuấn Vị có cái quỹ đó để mà ủng hộ cho những gia đình khó khăn. Bên cạnh đó thì rất là cảm ơn chị Tư và em Út cũng đã hỗ trợ cho gia đình. Rồi vậy bây giờ mình chào tạm biệt ha. Cho em gửi lời cảm ơn anh Dũng và anh ở Bình Thuận. Em rất là cảm ơn. Rồi ok. Rồi xin chào tạm biệt ha. Chào tạm biệt cô chú anh chị. Cô chú. Em chào cô chú.